Thì ra là mẹ ở đây. Thời cơ đã đến rồi. Sao da, mình là Sâu đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay là trên cánh đồng của nhà mình nó đã cắt lúa xong rồi. Ngày hôm nay sẵn thằng Bi bụng bự nó chạy chiếc Charlie Phọc Nha của mẹ nó lên đó, thì mình quyết định làm một chiếc phiêu lưu ở ngoài ruộng đồng nha các bạn. Mình sẽ lấy chiếc siêu xe của thằng Bi bụng bự chạy cà tập lên chở cho các bạn. Các bạn hãy theo chân mình nhé. Ui quên nữa, các bạn thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Đi thôi nào. Cuối cùng cũng ra tới rồi. Cuối cùng cũng ra tới rồi. Đúng không? Đúng không?
mày ngồi đó đi. Siêu xe nè mệt bà sữa. Trời ơi chị ta lo bú kìa. Ê mệt, đi siêu xe này đi ruộng không cho ẩm chị đi ruộng nè mệt. Trời ơi chị nằm dạ. Bà sữa đi nè, đi ruộng thì tôi chở bằng siêu xe, tôi chở bằng siêu xe chịu không mệt? Chịu ha. Đi nè, đi nè mệt ơi. Trời ơi đi nè, đi lẹ lên, lẹ lên. Tôi xe ẩm hai chị đi, đi siêu xe ra ruộng nha. Đi nè. Rồi rồi rồi, đứng đó nghe tôi quay xe cái, tôi quay xe cái nha. Mơ, bà sữa. Trời thần. Đây nè, đi đi đi. Ủa, còn mực nữa. Hả? Đi nè, đi ngủ. Đi ngủ, đi một xíu xe. Đi nè. Đi gặp bác sĩ. Đi thôi. Rồi chắc nghe bà sữa. Nghe mệt, ngồi chắc nghe tôi sẽ chạy đây. Mơ, ngồi yên nha. Ê, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Oh no. Hú hồng. Oh no. Ngồi chắc nha. Ngồi chắc nha, tôi chở ra. Ngồi chắc nha. Chưa kìa.
rồi phải không? Trời ơi, mặt mực nó buồn gầu rồi các bạn ơi. Trời ơi, lần đầu tiên đi xe xe với lại xa nhà sợ sạch. Trời ơi, chị bò sữa chị ngủ luôn rồi. Bò sữa ngủ luôn hả bò sữa? Mực mệt không mực? Trời, chị ngáp nè. Trời, nắng quá. Bi nè các bạn ơi. Quá trời mệt luôn rồi. Trời ơi, bò sữa nó sợ nè các bạn ơi. Nó trốn rồi. Thôi, ẵm hai em về nha. Chở hai đứa về ha. Sợ rồi. Ý bà Bi, bà sắp vậy? Ẵm hai chị này đi rồi. Quên con... con gì ta? Bim Bim. Không phải chị không? Chết rồi, lần này Bim Bim giận luôn rồi. Trời, hai đứa này nó buồn ngủ rồi các bạn ơi. Buồn ngủ rồi. Thôi ẵm nó về ngủ nghe Bi ơi. Đi. Trời ơi, quên nữa, dẫn hai chị này đi dạo rồi quên. Quên mất tiêu luôn á. Trời thần ơi, thôi đi về nè. Về à, mực ơi, bò sữa ơi. Đi nè. Thôi về thôi. Quay đầu xe. Thôi quay đầu xe lại. Đi thôi. Về thôi. Về nè. Lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, chị mực chị nằm chị ngủ rồi kìa. Mình phải lấy gơm mình đậy lại luôn rồi. Thôi thôi. Bi giận, Bi nó dẫn đi cho hai đứa nó ngủ luôn rồi các bạn ơi. Về ghét với tiểu Bim Bim thôi. Lẹ lên. Ôi mệt mỏi quá. Quên chị Bim Bim nữa. Trời ơi, bác sĩ ơi. Đã tao mượn con mày đi. Rồi mày đi đâu hả? Mày không đi theo tao. Phải đi theo là tao dẫn cho mày đi siêu xe rồi. Trời ơi, anh mực nè. Anh bị say xe các bạn ơi. Về nhà ảnh đi xuống cái anh bị ói nè. Giờ chạy theo mẹ quấn quýt rồi. Mệt. Phê không? Bê không? Bê bê không? Phái phái không? Bữa nay đi siêu xe vui không? Vui không mệt? Trời ơi, đi như xỉn gụ rồi các bạn ơi. Nó bị say xe. Trời thần ơi, bị say xe hả mệt? Thôi ngồi ngủ nghỉ đi nha. Trời ơi, tội chỉ không? Thôi, lần đầu tiên chị chưa có kinh nghiệm phải không chị mệt? Rồi chị chưa có kinh nghiệm đi siêu xe. Giờ ngáp buồn ngủ luôn rồi. Ô, bà sữa. Trời, bà sữa đi ăn bông mai nè. Bà sữa cũng bị say xe luôn. Đi bê bê luôn rồi. Đi bê bê luôn rồi Bi ơi. Trời ơi, chàng Bi nó cũng bị say xe. Phải hồn thiệt chứ. Bà sữa với mực bị say xe à. Đáng thương quá à. Rồi, mới rửa tay không được. Ừ, mới rửa tay đó. Trời ơi. Đó, y chang luôn. Đây là hỏi người say xe. Đi cũng bị say xe nữa. Trời ơi, mực ngồi kìa. Mực. Khỏe không mực? Mình là bạn đúng không? Trời ơi. Khỏe không? Không ổn chứ. Ổn không? Ổn phải không? Mốt dẫn cho đi siêu xe mới ha. Mốt tao dẫn cho đi bằng siêu xe gùa. Chịu không? Mực. Phải phải rồi. Nghe nghe cái. Ngồi xuống để tôi ẩm đi chứ gì. Thôi ngồi chơi đi nha. Ê, Bim Bim ơi. Xin lỗi Bim Bim nha. Sợ Bim Bim đi ruộng xá xa xôi nắng nôi đen lông cho nên là quên. Bỏ Bim Bim ở nhà mất tiêu rồi. Giờ thôi chị ẩm cho Bim Bim đi siêu xe đỡ buồn nha. Đi ở nhà nghe Bim Bim. Thôi nắng mày đen da đó. Đen lông sẽ thành con vịt đen thui đó. Thôi đi ẩm đi ha. Còn mau mau. Trời ơi chị đứng thẫn thờ. Nghe đồn sớm giờ chị đẻ trứng phải không? Giờ chị mỏi mệt phải không? Trời cái phao câu chị chì xuống kìa. Rồi do đẻ nhiều quá nè, mỏi mệt rồi mình không dám cho chị đi xe các bạn ơi. Đó, chị đi kìa, bẹt kìa, đi hết nổi rồi. Thôi giờ mình sẽ ẩm cho Bim Bim đi siêu xe. Đi hả Bim Bim thôi, không chịu không? Không phải rồi. Mệt mỏi quá các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chở Bim Bim đi siêu xe nha. Cho Bim Bim nó vui các bạn ơi, nãy quên nó nữa. Đi đi siêu xe nha Bim Bim. Bim Bim nó sợ các bạn ơi. Đi vài vòng sân cho chị Bim Bim vui nè. Đi siêu xe nè Bim Bim thấy không? Thấy rồi, thấy nãy đi cũng là mê mê rồi. Đi siêu xe nè. Mê chưa? Thấy chưa? Wow. Trời ơi. Mỗi mệt có Bim Bim mà. Đẹp quá. Trời ơi, mệt không Bim Bim? Đã không? Trời ơi, chỉ đi siêu xe nè các bạn ơi. Trời ơi, chỉ mệt. Chỉ sợ siêu xe. Thôi, đi ngủ hả Bim Bim thúi hả? Chịu không? Chịu ngủ không Bim Bim? Đi nè, ẩm Bim Bim đi ngủ nè. Trời, giờ này 5 giờ chiều luôn rồi Bim Bim mà. Đi thôi, đi Bim Bim. Rất là mệt luôn á Bim Bim. Nắng nôi quá à. Quay cái clip này từ hồi 12 giờ cho đến bây giờ là 5 giờ rưỡi luôn các bạn ơi. Rất là mệt luôn.
nắng nôi nữa. Rất mong là các bạn nào yêu quý mấy chị em mình sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để cho chị em mình có động lực để cố gắng làm ra những video hay và chất lượng hơn nữa nha. Và bây giờ chị em mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.